Hà Syria, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ sớm dự World Cup. Đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á sau trận thắng Syria. Tối ngày 20 tháng 6, đội tuyển Việt Nam có thắng lợi 1-0 trước Syria trong trận giao hữu diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định. Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ. Syria là đội bóng rất mạnh. Gửi lời chúc từ Malaysia, tài khoản Chelkit bình luận trên Facebook. Một cổ động viên khác tin rằng, với những gì đang trình diễn, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn đủ khả năng dự World Cup 2026. Làm tốt lắm. Tôi thực sự tin rằng các bạn sẽ là đội bóng Đông Nam Á có vé dự World Cup 2026, người hâm mộ này bày tỏ. Chúc mừng Việt Nam, các bạn là đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á, gửi lời chúc từ Malaysia, tài khoản Sang Amat San viết. Bên cạnh những lời khen, một người hâm mộ Campuchia lại cho rằng các học trò của huấn luyện viên Chusi vẫn cần cải thiện thêm nhiều điều. Chúc mừng các cầu thủ Việt Nam. Nhưng có vẻ các cầu thủ vẫn chưa thực sự hiểu ý nhau, đỡ bóng không dính, cổ động viên Campuchia đánh giá. Ở trận đấu này, Tuấn Hải là người mang về bàn thắng duy nhất cho những chiến binh sao vàng với cú sút xa đẹp mắt. Nói về bàn thắng của ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội Fan Club, một tài khoản cho hay, Tuấn Hải xử lý bóng gọn, kỹ năng dứt điểm tốt, tự tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.